Chào anh em, đấy thì hôm nay anh Bắc lại làm một video mới để gửi tới cho anh em nào đam mê về cái môn bài lá bịp. Đấy thì anh em nào trong thời gian vừa qua thua tha rất nhiều, mất tất cả thì cùng tôi xem hết video này để lấy lại những gì mình đã mất anh em nhá. Nhà tôi có rất nhiều về cái môn bài lá, sóc đĩa bịp, kính áp tròng có rất nhiều. Đấy thì ở trên màn hình của anh em đang xem là tôi muốn giới thiệu cho anh em một sản phẩm mới nhất, độc quyền nhất và chính xác nhất chỉ một mình bên đại lý tôi có anh em nhá. Đó là chiếc điện thoại iPhone 8 Plus. Sẽ thiết kế qua một chiếc điện thoại đánh bài anh em nhá. Đây là chiếc điện thoại iPhone 8 Plus mà tôi muốn gửi tới cho anh em. Đấy, khi anh em đi chơi, đối phương có thể cầm điện thoại anh em nghịch bình thường cũng không thể nào phát hiện được ra. Đây là chiếc điện thoại đánh bài bịp anh em nhá. Đấy, phải có mật khẩu. Anh em đến mua hàng tôi sẽ cung cấp một mình mật khẩu cho anh em biết rồi anh em nhá. Đấy, chỉ một mình anh em biết mật khẩu nên là đối phương có thể cầm vào máy anh em, không thể nào phải có mật khẩu vào được anh em nhá. Anh em chơi mỗi loại bài nào, anh em chơi bài đỏ, chơi chắn, chơi bất kỳ mỗi loại bài gì, anh em cứ chụp ảnh mỗi loại bài đó và gửi qua Zalo cho tôi theo số điện thoại là 0973 26 tứ ký 7 anh em nhá. Đấy, nhà tôi tư vấn 24/24. Đấy thì tôi không nói nhiều nữa, là tôi đi vào tôi test thử cho anh em. Về cái môn đầu tiên đó là cái môn đánh liêng anh em nhá. Đấy, thì ở đây là tôi đang làm video nên là tôi sẽ để chế độ loa, nên là khi mà anh em đi chơi anh em sử dụng tai nghe Bluetooth nhỏ bằng hạt đỗ thôi anh em nhá. Đấy, nên là anh em không phải yên tâm, anh em đi chơi anh em không để loa ngoài như này đâu. Camera là camera 6 camera anh em nhá. Thì ở đây tôi test thử cho anh em, đó là cái môn đầu tiên đánh liêng này. Chơi tất cả những cái trò chơi trên Việt Nam này anh em nhá. Bài ba phăng bình thường, bài mua quá như nào bài tôi làm y như thế nha anh em nhá. Ở đây tôi đang để chế độ 4 người chơi này. Tôi đang để chế độ 4 người chơi. Đấy thì máy báo như nào thì mình cứ thực hành như thế là anh em có tiền nhá. Tiếp này. 3 này, máy báo 3 anh em bốc 3 lá đi này, chia này. Chia 4 nhà bài anh em to đẹp nhất này. 9 nước này, bài anh em to đẹp nhất, không có chuyện sai anh em nhá. Máy báo là chuẩn 100% nhá, không có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này. Rồi anh em bắn nữa này. Máy này báo 3 này, máy báo cực nhanh, cực chuẩn luôn anh em nhá. Bốc 3 lá trên đầu đi, chia này, chia 4 nhà này. Bài anh em 9 nước. Không mở chuyện xài được anh em nhá. Tiếp này, ví dụ này, máy báo chuẩn 100%, cứ máy báo là anh em có tiền nhá anh em ạ. Ví dụ này, 4 người đang chơi này, một thằng nhảy vào này. Đấy, anh em này thực hiện một thao tác rất đơn giản như thế thôi. Bao nhiêu nhà cũng chơi được anh em nhá. Cứ chia hết bài là nó báo cho anh em biết. Máy báo 4. Máy báo 4, anh lại bốc 4 lá trên đầu đi, chia 5 nhà và anh em lại to nhất. 6 nhà, bao nhiêu nhà chơi được hết anh em nhá. Liêng rồi không phải chia nữa nhá anh em nhá. Liêng rồi chia làm gì nữa. Tiếp này. Đăng lên 6 nhà cho anh em xem này. Đấy, anh em chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản như vậy cho tôi thôi. Tiếp này. 1, máy báo 1 bốc 1 lá đi, chia 6 nhà này và anh em vẫn to điểm nhất. Anh em nhìn rõ này, không một bài nào để vượt qua được bài của anh em nhá. Anh em 7 nước, bài anh em to nhất này. Đấy, tiếp tục cái bộ môn thứ hai, đó là cái bộ môn đánh ba cây. Đó thì thử cho anh em. Ở cái bộ môn ba cây này thì ai bốc cái người đấy cao điểm nhất. Đấy thì anh em xem video anh em hãy bấm nút like và đăng ký kênh. Thì ở những video tiếp theo bên đại lý của tôi ra những cái mẫu sản phẩm mới về bài lá bịp, sóc đĩa bịp, bầu cua bịp, tài xỉu. Đấy, tất cả những cái bộ môn gì đấy, anh em cứ đăng ký kênh thì nó sẽ báo qua điện thoại và qua máy tính cho anh em biết. Đấy, anh em sẽ là những người đầu tiên biết về những mẫu sản phẩm mới của bên chúng tôi anh em nhé. Đấy, tiếp theo cái bộ môn thứ hai này là cái bộ môn đánh ba cây anh em nhé. Ba cây này. Đấy, 1, máy báo 1 này. Ở cái bộ môn này thì ai bốc cái người cao nhất anh em nhá. 1 này, anh em bốc 1 lá đi trên đầu, tính cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 chiếc điều này đúng không anh em. Chiếc điều này bài anh em to điểm nhất này. Tôi khẳng định với anh em, bài anh em to điểm nhất. 5, 4 áp, 10 to nhất rồi, không phải chia nữa. Cứ ai bốc cái người cao điểm nhất anh em nhá. Tiếp này, máy này báo 1. Đấy thì Về cái chiếc máy đánh bài này anh em chơi tất cả những mẫu loại bài anh em nhá. Chắn, sâm, phẩm. Sâm thì bài anh em lúc nào cũng đẹp nhất, thậm chí là sâm. Phẩm thì bài anh em lúc nào cũng có phẩm, không bao giờ sợ cháy anh em nhá. Tiếp này máy báo một này, bốc một lá trên đầu đi, tí cái này hai trên này. Bài anh em tôi đẹp nhất này. Đấy, bài anh em 88 đẹp luôn anh em nhá. Tiếp này thử cho anh em ván nữa nhá. Ngoài cái bộ môn đánh bài ra, anh em ngoài cái chiếc đánh bài ra còn những dụng cụ đi kèm như là đồng hồ, bật lửa, dây lưng, ví. Đấy, rất nhiều. Anh em nào chơi đồng hồ, anh em đến đây tôi sẽ dạy anh em cầm bài cho anh em biết chơi thôi anh em. Tiếp này thử cho anh em ván nữa này. 3, máy có 3 này, anh em lại bốc 3 lá trên đầu đi này. Đó, anh em bốc 3 lá trên đầu đi, tính cái này. 9 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nhất cái thôi anh em. Cái này tôi tính cái nhà khác đi, tôi tính cái từ nhà này đi. Nào. Tiếp này. 7 8 5 10 luôn anh em nhá. Đấy, không có chuyện sai này. Chuẩn 100% luôn anh em nhá. Đấy thì tôi đã test thử cho anh em về cái bộ môn đánh bài bịp. Đấy thì anh em cũng biết về mẫu sản phẩm này báo chuẩn như thế nào. Đấy, thậm chí là nói nhiều nữa thì cũng không hay. Đấy thì về cái bộ môn sâm và phẩm cũng như vậy. Đấy anh em nhá, chuẩn 100%. Sâm thì anh em bài cũng là anh em đẹp nhất, và bài anh em cũng là thậm chí là sâm phẩm thì bài anh em nào cũng có cả đẹp và không có nào lo cháy anh em nhá. Đấy thì anh em nào vừa xem video, anh em bấm nút like và đăng ký kênh. Thì anh em nào muốn mua hàng, anh em cứ liên hệ với tôi, nhà tôi tư vấn 24/24. Số điện thoại của tôi là 0973 26 47 anh em nhá. Đấy, anh em nào ở xa không đến được tôi sẽ gửi hàng vào cho anh em. Anh em ở gần, anh em cứ đến nhà tôi thẳng cơ sở của tôi đưa anh em vào nhà test hàng, ok anh em lấy, còn anh em không ngưng, còn anh em mình có một cuộc trò chuyện giao lưu. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay công ty cờ bạc Việt Anh Lam mình sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm máy đánh bài mã vạch định vị là sản phẩm cao cấp nhất trong môn chơi bài lá anh em nhé. Về cái môn bài lá bịp thì chắc chắn đây là sản phẩm cao cấp nhất mình giới thiệu anh em. Và đây cầm trên tay tôi, đây là cái máy đánh bài mã vạch định vị chúng tôi làm trên nền tảng con iPhone 8 Plus anh em nhé. Đây là sản phẩm CVK 600 phiên bản cao cấp nhất trong môn chơi bài lá bây giờ. Máy đánh bài thì nó có thể chơi ở tất cả những môn chơi về bài lá của ba miền Bắc Trung Nam. Anh em miền Nam chơi xì tố, xì rách hay là binh sập sám, binh Ấn Độ. Anh em miền Bắc anh em hay chơi về liêng, sâm, phẩm, ba cây, đúng không ạ? Máy nó có thể chơi được hết, cũng như anh em nào chơi chắn máy nào đánh được hết anh em nhá. Và đặc biệt máy thì có thể lắp sim nghe gọi, lướt web, Facebook, Zalo như một chiếc điện thoại bình thường luôn, và không ai có thể biết được. Với anh em cầm vào nó không ai có thể biết được nó là một cái máy đánh bài mã vạch định vị, vì nó như một chiếc điện thoại iPhone bình thường luôn. Anh em nghe gọi, lướt web, Zalo, Facebook, Zalo bình thường. Và đặc biệt người khác cầm vào cũng không thể biết được đây là cái máy đánh bài mã vạch định vị anh em này, vì khi anh em muốn vào được cái phần trò chơi của máy đánh bài này thì anh em phải có mã thì mới vào được. Còn bình thường nó không hiện ở trên những cái phần ứng dụng này đâu, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Và kèm theo nó bắt buộc phải là những bộ bài đó này anh em này. Bài thì nó những bộ bài này chúng tôi đã đóng vào những hộp bài còn nguyên tem mác y xì cho anh em, nhưng không phải nó như một chiếc bộ bài bình thường thôi, chứ không phải như bộ bài bóc sẵn. Và đặc biệt không có một tí dấu vết hay bất cả tang tích gì, thì anh em hoàn toàn yên tâm khi chơi. Chỉ có máy bên mình mới có thể đọc được, mới phát hiện được nó là bài máy thôi. Còn cái bài bình thường nói luôn anh em là không thể chơi được, cái bài của ngoài quán tạp hóa anh em mua không thể chơi được, phải là những bộ bài đó. Và kèm theo nó cái bộ sản phẩm này anh em bắt buộc phải có cái tai nghe này nữa nhá anh em nhá. Cái tai nghe này khi chơi thì anh em nhét ở bên trong tai, nó nhỏ một hạt đỗ đây anh em nhét tiếp bên trong tai mình, nó sẽ đọc và báo cho anh em biết bài nào lớn, bài nào bé, bài nào to, bài nào nhỏ, đúng không? Còn khi làm video tôi sẽ để cái chế độ là chế độ loa ngoài để anh em cùng nghe và cảm nhận cái độ chuẩn xác của nó thôi. Đây là bộ bài tôi sẽ bóc luôn anh em. Đây là bộ bài mới tinh luôn anh em nhé. Tôi sẽ bóc để là giới thiệu anh em luôn, nên anh em đi chơi hoàn toàn yên tâm. Anh em không phải lo nghĩ là bài có phải là nó như bài bình thường không, bài như bộ bài bình thường hết. Anh em chơi bất kể một mẫu bài gì chúng tôi đều có thể làm mẫu bài, đều có mẫu bài theo yêu cầu anh em hết. Anh em hoàn toàn yên tâm nhé, chứ không phải là chỉ một mẫu này bình thường như nhà tôi có này đâu. Anh em chơi bất cả mẫu gì tôi đều có hết cho anh em. Vẫn 3 phăng keo như bình thường này anh em này. Sau đây tôi sẽ thử ở chế độ chơi liêng và ba cây cho anh em. Đây là mấy chế độ để giới thiệu sơ qua anh em thôi. Còn anh em chơi bất kể môn gì bên trong máy đều có hết anh em nhé. Sau đây tôi sẽ để vào chế độ đây là cái mã này, anh em bắt buộc phải có mã thì mới vào nhá, bình thường không có mã không ai có thể biết được nó là máy đánh bài. Tôi sẽ anh em vào bên trong này nó có tất cả các môn chơi nhá, bất kể anh em chơi trò gì máy bên trong này đều có hết anh em này, ba cây liêng sâm phẩm xì tố xì rách hay đánh chắn, tất cả các môn chơi bài lá bên trong này đều có hết, anh em chơi bất cả trò gì anh em điểm kích vào chơi là chơi thôi. Sau đây tôi sẽ thử chế độ chơi liêng, vì làm video nên tôi để chế độ thử và màn hình thì nó phải sáng và chế độ loa ngoài, còn khi đi chơi nhá màn hình nó là tối và chế độ anh em để chế độ tai nghe anh em nhé. Bây giờ làm video tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi này, 4 người chơi anh em đây này. Tốc độ đọc bài rất là nhanh và báo bài siêu nhanh luôn, không phải không có 1 giây là máy đã báo rồi. Tôi đang để chế độ 4 người chơi máy báo 1, anh em chỉ cần bỏ đi 1 lá để anh em cháo bỏ đi 1 lá thôi. Tôi sẽ để bài này lớn nhất nhá, tụ này lớn nhất cho anh em dễ nhìn. Anh em có thể tăng giảm người chơi, bao nhiêu người chơi không quan trọng nhá. Đấy. Mình nghiêng rồi này. Đó, không ai để vượt qua được độ chuẩn xác của máy, không thể bàn cãi được thì nó là chuẩn xác tuyệt đối luôn. 4 người chơi anh em có thể tăng lên 5 người chơi này hay 6 người chơi không quan trọng nhá, tôi tăng này. Đấy, anh em chỉ tăng giảm người chơi ở nút âm lượng nhá, hay 6. Tôi để chế độ 6 người chơi luôn nha anh em. Máy báo 3 này. Anh em cháo 3 lá này, xong anh em để ở dưới này. Tôi để, tụ này vẫn là lớn nhất anh em nha, tôi để chế độ này là 6 người chơi luôn nha anh em này. Này, 8 sẽ là lớn nhất luôn anh em này, không ai có thể vượt qua 8 luôn. Đấy. Không ai có thể vượt qua 8 đúng không ạ? Độ chuẩn xác của máy thì không phải bàn cãi, tuyệt đối luôn. Đó đây là sản phẩm cao cấp nhất trong chơi bài lá, bài xô lệch ngang dọc máy đều báo hết vì nó có 8 camera chạy dọc sườn anh em nhé. Nên là báo đa chiều 360 luôn. Đây là sản phẩm cao cấp nhất rồi. Sau đây tôi sẽ chuyển sang chế độ như là 3 cây. Chế độ 3 cây để giới thiệu cho anh em này. 3 cây thì mình bỏ người đúng không ạ? Bỏ hình đi. Đấy, anh em cùng cảm nhận độ chuẩn xác của máy. Máy thì nó có thể chơi được tất cả những môn chơi của ba miền Bắc Trung Nam rồi. Anh em chơi bất cả môn gì, anh em chỉ kích vào phần trò chơi để chơi thôi. Ba cây này tôi sẽ để chế độ cũng là 4 người chơi cho anh em nhé. Tôi sẽ để chế độ 4 người chơi và tăng giảm người chơi, anh em cũng chỉ cần tăng giảm nút âm lượng thôi. Máy báo 1 này. Đấy, tốc độ báo rất là nhanh, anh em bóc 1 lá này, 1 nhất 1 này, nhà mình tôi chia tụi này lớn nhất cho anh em dễ nhìn này. 6 sẽ là lớn nhất luôn anh em này, không ai phải vượt qua 6 này. Đây, 6 mình có rô luôn, có tính bằng chất luôn nha anh em nhá. Đó, nhà này 6 như 6 thua mình này, nhà này 5 này, nhà này 3 này. Cũng tăng giảm người chơi, anh em có thể tăng giảm người chơi, ví dụ như đang 4 người chơi anh em có thể giảm xuống 3 người chơi được anh em nhá. Tôi vừa giảm xuống 3 này. Máy báo 2 này, anh em bốc 2 lá này, rất là nhất này, chơi nhà lớn nhất cho dễ nhìn này. Tôi chia 3 người nhá, tăng giảm bao nhiêu người chơi không quan trọng này, mình 9 này. Đấy. Bài mình sẽ luôn luôn là lớn nhất, mình sẽ bóc bài lúc nào cũng sẽ lớn nhất luôn anh em nhé. Hay anh em chia bài anh em có thể chia được mình lớn nhất luôn. Thế 4 người chơi anh em lại, bây giờ 3 người chơi anh em lại tăng lên là 4 người chơi hay 5 người chơi đi, tôi tăng lên 5 người chơi. Đấy, tôi tăng lên 5 người chơi anh em này. Bao nhiêu người chơi không quan trọng này. Máy báo 10 này. Anh em bóc 10 lá này. 5 người chơi được 1 2 3 đúng không ạ? 1. Cái này. Tôi chia bài này lớn nhất cho anh em dễ nhìn nhé. Đấy, 8 mình sẽ là lớn nhất này, không ai có thể vượt qua 8. Đây là 7 này, 7 này. 2 này, 5 này. Đấy. Độ chuẩn xác của máy thì không thể bàn cãi được vì nó là độ chuẩn xác tuyệt đối 100%. Anh em quan tâm đến cái sản phẩm máy đánh bài mã vạch định vị này, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo cái số điện thoại hotline của tôi. Đó là số điện thoại hotline của tôi này, 0973 000 666. Tôi thì có cơ sở, tôi có 2 cơ sở, ở khu vực Hà Nội, đó là gần bến xe Mỹ Đình là 1, gần bến xe Giáp Bát là 2, và khu vực phía Nam tôi có cơ sở gần bến xe miền Đông, bến xe miền Tây. Anh em gần bất kể cơ sở nào, anh em cứ qua trực tiếp cơ sở, anh em liên hệ rồi anh em qua trực tiếp cơ sở, anh em vào nhà test đồ thử đồ thoải mái anh em nhé. Còn anh em ở xa, anh em không qua được, tôi sẽ test đồ ok gửi cho anh em đường bưu điện, đường tàu xe, làm sao anh em nhận hàng cách nhanh nhất để giúp anh em chơi, anh em gỡ gạc lấy lại những gì anh em đã mất. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của tôi.